Chào cả nhà. Kênh Hai Nhái Miền Tây chào hết thảy mấy anh em mà đam mê nuôi lươn nuôi ốc nha. Thì bữa nay Hai Nhái Miền Tây sẽ hướng dẫn cho mấy anh em mình là thêm một cái con web nữa. Con web này là mình rút tiền là một cái là nó về liền nha anh em, không cần chờ đợi gì hết. Tại khi mà mình kết nối ha. Thì bây giờ trước khi mà Hai Nhái Miền Tây á giới thiệu cái con này thì bây giờ là Hai Nhái Miền Tây sẽ hướng dẫn cho mấy anh em cái cách ép sàn ha. Cái cách để mà mình ép ví. Đây thì mình chuẩn bị thì mình đào cái đồng ETH. Thì để bây giờ mình coi thử cái đồng ETH này là nó là có giá là khoảng bao nhiêu nha anh em. Thì bây giờ mình nhấp lên cái sàn mua bán đi. Thì bây giờ cái sàn này là cái sàn remit.com. Đây. Đây mình chuẩn bị đào cái đồng này đây. Thì cái đồng này là nó có giá trị là bây giờ là 75 triệu ha, cho một đồng nữa nha. Rồi Bitcoin này nó lên nè anh em, Bitcoin này nó lên lại ha. BTC giờ này nó lên lại là 1 tỷ 102 rồi nè. Ghê chưa? Không. Lên xuống bất thường quá ha. Có mấy anh em chơi trainer cho mấy anh này là lúc này là bán ra là lụm nè. Không mua trữ lại rẻ này bán ra lụm lên, nó có thể lên nữa. Tại vì cái cây đồ thị bên kia mình coi mình thấy có xu hướng là nó còn lên nữa, mình tung ra mình bán ngon á. Rồi thôi bỏ bỏ cái này đi, bù la quá. Đây thì bây giờ mấy anh em á, thứ nhất là mấy anh em nên đăng ký trước cái ví này cái đi, cái ví trước wallet nè, phải đăng ký cái ví này ha, đăng ký cái ví này. Và một cái nữa là đăng ký cái ví này, cái ví PocketPay. Hai cái ví này là phải có nha anh em. Đó. Tự gì á, cái đường mạng của thằng ETH á, mình sẽ rút về đây. Rồi mình sẽ rút về đây. Thì để mình kiểm tra cái đây, mình nhấp vào cái phần gửi tiền đó đi. Mấy anh em nhớ đăng ký nha. Thì đăng ký cái này thì Hai Nhái Miền Tây không có hướng dẫn cái đăng ký nha, tại vì có rất nhiều anh em là chỉ cái cách đăng ký là những cái loại ví này rồi, thì mấy anh em nên tham khảo nha. Thì những anh em nào mà đã rành rồi thì Hai Nhái Miền Tây không nói ha, lỡ có đi ngang qua cái video này thì thấy cùi bắp cùi mía quá đừng có cười nha anh em. Nhớ cho Hai Nhái Miền Tây xin một lượt đăng ký kênh ha, để cho cái kênh nó phát triển nha anh em. Chủ đích của Hai Nhái Miền Tây là giới thiệu cho mấy anh em kiểu như quê mà nông dân á, giống như mình vậy đi, cùi bắp cùi mía đó. Rồi bây giờ là mấy anh em thấy nè, nếu như cái đồng BTC thì nó sẽ có cái địa chỉ ví ở đây, đúng không? Mình á là mình có thể mình đè vô và mình sao chép, đúng không? Cái thao tác này rất là dễ rồi, nhưng mà mình đào sắp tới đây mình sẽ đào cái đồng Ethereum này đó, đào Ethereum này. Thì cái cách hướng dẫn của Hai Nhái Miền Tây đây là có thể áp dụng sau này luôn nha anh em. Mình đừng có lướt cái video nha. Lướt cái video là mình không biết đường làm nha anh em. Rồi, mình muốn ép được cái này thì hả, thường thường nó kêu là gửi tiền bằng MetaMask. Ha. À. Nhưng mà mình ép được cái ví vào trong đây, nhưng mà mình không cần ha, không cần phải dùng ở trên đây. Rồi, bây giờ mình phải qua bên đây nè. Mình qua bên á là cái phần ví này, ví trút. Nhấp vô cái ví trút. Rồi sau khi mà mình đăng ký được cái ví trút wallet, bắt đầu là có cái đồng Ethereum nè. Đó, đồng này mình đè vô cái đồng này một cái là nó sẽ hiện lên như vậy. Mình nên lấy cái địa chỉ bên đây. Mình nhấn cái nhận nè. Có không? Sao chép nè. À, nhận nha chứ không gửi nha, nhận là nhận nha, còn chừng nào mình chuyển đi á thì mình bấm gửi, còn chừng nào mình nhận về thì mình phải bấm qua cái phần từ nhận nè rồi nó mới ra được á là cái QR của nó ha. Xong rồi bắt đầu mình nhấp vào sao chép nè, rồi bắt đầu mình mãi tắt xuống, mình qua bên đây, qua ngược trở lại là cái ví là PocketPay đó. Rồi như vậy mình đâu có ép vô đây được phải không? Bắt đầu mình kéo xuống nè, mình qua cái phần á là địa chỉ liên kết à,
nhấp vào cái phần địa chỉ liên kết, nhấp vào cái phần địa chỉ liên kết nè, đó, thấy không? Xong rồi nè, nó để nè địa chỉ nhà, mấy anh em đè vô, đè vô, dán, mà hai nháy có dán rồi thì bây giờ mình không có dán nữa nha anh em, nè mình đè vô mình dán nè, cũng được nữa, mình cứ dán luôn cũng được, dán, thấy không? Mình chép bên kia mình đem qua cái chỗ địa chỉ liên kết mình dán nè, rồi tên nhãn là ETH, đây, rồi cái đồng tiền là cái này nó để là đầu tiên trên là đồng BTC phải không? Mình hồi nãy là mình ETH thì mình chọt xuống nè, bắt đầu mình chọn nè Ethereum nè, nó đúng không? ETH là đúng rồi đó, thấy không? Rồi xong rồi mình nhấp vào cái phần liên kết, liên kết. Rồi mình coi cây kiểm tra cái nó đây nó lên rồi nè. Đó, nó có địa chỉ ở đây rồi nè. Rồi mấy anh em á, sau khi mà ép nó như vậy, ép được như vậy mấy anh em phải đè xuống, à đè xuống, đè xuống, xong rồi mình đè xuống, sao chép nó một lần đây, rồi coi kỹ nha anh em, chứ đừng có lướt lướt cái video là không làm được nha. Rồi mình tắt xuống nè, sau khi mình tắt xuống rồi, mình tắt xuống rồi bắt đầu á là mình vào cái con web mà chuẩn bị hai nháy miền Tây hướng dẫn cho mấy anh em làm đây. Vào cái con web thì một hồi nữa hai nháy miền Tây sẽ ghim cái đường link, nó nằm ở dưới cái phần mô tả của cái video này. Mấy anh em muốn làm thì về cái đường link đó và dịch sang tiếng Việt làm, còn anh em nào mà biết được tiếng Anh thì không cần dịch ha, hầu như là cái này là nó anh văn không à. Đây rồi, sau khi mà mấy anh em về được cái trang web này là cái trang web chuẩn bị mà mình đào cái đồng Ethereum nè, cái đồng tím tím trên nè, thấy không? Đó rồi, xong rồi mình kéo xuống nè, rồi ở trên cái khung này nè, nó cái địa chỉ của hai nháy miền Tây dán rồi thì hai nháy miền Tây sẽ không dán nữa nha anh em nè, thấy không? Mình dán rồi thì mình không cần dán nữa. Mình dán rồi thì mình không dán nữa nha anh em. Qua quảng cáo rồi mình thoát ra cái đi. Hay mình dán. Sau khi mà mình dán xong, sau khi mình dán xong thì mình bấm là cái xì tab. À, mình bấm tab. Mình làm tới nữa. Nhưng mà bây giờ để mình coi thử cây bên đây là cái tiền của mình bao nhiêu. Tại mình làm ở đây là mình mới có đăng ký thôi, để mình làm là hướng dẫn cho mấy anh em để mình coi thử cây nè. Bây giờ mình qua lại cái phần PocketPay ha. Rồi mình bấm vào cái tổng quan ha. Coi nè. Thì hiện thời cái đồng Ethereum của hai nhóm miền Tây làm đây, nó có là 60 Satoshi nè. Giờ 60 Satoshi nha, nhớ kỹ nha, 60 Satoshi nè. Bắt đầu mình bấm qua, trở lại cái trang web nãy nè. Bắt đầu mình bắt đầu quyền sở hữu, khi mà mình dán là cái địa chỉ ví vô rồi thì mình nhắm bắt đầu nè. Chờ. Rồi cái này nó hỏi á, mèo ha, nó hỏi chó ha là heo, thì mình bấm qua bên đây nè, là con chó nha. Còn nó hỏi mèo hay là khỉ thì mình bấm là con mèo nha. Chỉ cần chọn là con chó và con mèo thôi, không cần chọn cái gì hết. Đây nè, con khỉ phải không? Mình không chọn con khỉ mà mình chọn qua là cái con mèo. Rồi sau khi mình chọn được hai con đó thì nó đưa mình cái captcha. À, nó đưa mình cái captcha. Mình bấm vào cái khung. Đó, xong rồi mình giải mã captcha nè, nó hỏi mình là cái gì thì mình nên chọn nè. À, mình nếu như mà anh em nào mình chọn theo cách đoán mò á, có nghĩa là bây giờ mình không có biết được anh Giang á, thì mình nhìn cái hình nào mà có ba hình trùng. Đây nè. Cầu nè, cầu nè, cầu nè. Thấy không? Ba hình trùng. Thì ok, hoặc là nó có hình gì trùng á là được.
Rồi khi có ba hình tròn rồi phải không, là ok mình vô mình chọn được cái khung á, là mình giải mã được cái khung á, hả, là chống robot rồi nè. Ở dưới đây bắt đầu nó hỏi mình thêm cái nữa, nó là nó để nè cái chữ load, bấm vô chữ load nè, đầu tiên 500, bấm vô cái phần 500 nè, rồi 005 nè, 005 nè, 200, rồi nhận thưởng nè, nhận phần thưởng, chọt vô nhận phần thưởng. Hồi nãy là bên kia nó có 60 Satoshi, bây giờ nó gửi thêm 5 nữa nè, 5 Satoshi cái đồng hả là Ethereum nè, nó chạy thẳng về luôn Phao Bay. Thì bây giờ mình qua bên kia mình kiểm tra thử cái nó về chưa nha. Hiện thời là bây giờ chưa về nè, mình set nó cái là nó về liền 60 đây, lần này 60 nè, kéo xuống cái nè, list nè, đó, nó sẽ tải lại. Rồi ok, mình kéo lên coi nó về chưa nè. Đây 65 rồi nè, thấy chưa? Nó cho mình mỗi một lần á, là claim được 5 đồng. Đó, thấy chưa? Cái đồng này rất là có giá trị nha. Đó. Tới 70 mấy triệu cho một đồng. Thì mình còn ở đây mình cũng rất là nhiều đồng. Đây. Thấy không? Dego Litecoin nè. Đồng Tron thì cũng có nữa nhưng mà mình không thích làm nữa, tại nó cũng rẻ. Còn cái đồng á, là do ra này là cái đồng sàn nha anh em. Cái đồng sàn này mình có đổi về được á, thì mình đổi ha. Mình đổi về được đây thì mình đổi. Rồi bây giờ nói tóm lại thì cái này mấy anh em nên đăng ký. Thứ nhất là ví Trust Wallet ha. Mình Trust Wallet này mình có thể là mình lên CH Play đó, mình đánh giống như vậy là mình có thể mình đăng ký được nó. Rồi cái thứ hai là phải đăng ký cái ví Pocket Pay à, phải có cái ví này nữa. Rồi mình mới liên kết từ cái ví bên đó qua cái ví này à, liên kết cái ví Trust Wallet lấy cái địa chỉ liên kết qua đây. Rồi xong rồi sau khi lấy địa chỉ liên kết qua đây rồi, mình mới lấy cái địa chỉ mà hồi nãy mình mới sao chép đây nè, mình chép lại một cái, bắt đầu mình mới vào cái thằng này, mới vào cái thằng web này để mà mình làm nha anh em. Rồi thì hả bữa nay thì chỉ vậy thôi, hai nhóm mình đây sẽ lục lạo tiếp, tìm tòi tiếp để mà đưa tới cho mấy anh em để mà mấy anh em làm nha. Thì cái khi mà tiền nó được về ví của mình rồi á, là cái đó là thuộc quyền sở hữu của mấy anh em rồi đó, mình nên giữ kỹ cái đường link để mà mình vô ha, cái kêu bằng cái password đó để mà mình vô đó, cái mật khẩu để mình vô thì nó sẽ không mất nha. Còn mà mình làm kiểu như mà mình quên mật khẩu là không vô được ha. Rồi, vậy thôi nha anh em, chào hết mấy anh em mình nha. Nhớ tránh dịch nha, giữ gìn sức khỏe ha.